Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đồng tâm căm hờn, Đảng đuổi cùng giết tận nhân dân. Mạng xã hội vào ngày 9 tháng 9 năm 2020 đã bùng nổ vạn lời căm hờn, đau đớn và bất lực khi nghe tin Viện Kiểm sát tại Hà Nội đề nghị tử hình hai người con trai của cụ Lê Đình Kình, đó là Lê Đình Chức và Lê Đình Công. 27 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 15 tháng tù treo cho đến chung thân. Theo các luật sư tại tòa vào sáng ngày 9 tháng 9, Viện Kiểm sát đã thay đổi truy tố tội danh với 19 người từ tội giết người sang chống người thi hành công vụ. 6 bị cáo bị truy tố tội giết người với 2 án tử hình và 1 án chung thân. Đây là hình ảnh anh Lê Đình Chức ra tòa với vết sẹo lớn trên đầu. Ban đầu, nhiều người cho rằng anh Chức đã chết vì bị đánh quá nặng. Viện Kiểm sát cũng đề nghị mức hình phạt đối với Lê Đình Doanh, 32 tuổi, con của Lê Đình Công, chung thân, Bùi Viết Hiểu, 77 tuổi và Nguyễn Quốc Tiến từ 16 đến 18 năm tù, Nguyễn Văn Tuyển 14 đến 16 năm tù. Các mức án được đề nghị nặng nề trên ngay lập tức tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng cơ quan chức năng của Việt Nam đã quá vội vã khi đi đến kết luận trong khi còn quá nhiều chi tiết liên quan trong vụ án chưa được điều tra làm rõ ràng và không có chứng cứ thuyết phục. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động và vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam đã đề nghị phải hủy phiên tòa và điều tra sự phạm pháp của công an. Dù có những tiên đoán trước rằng án sẽ rất nặng, thế nhưng rất nhiều người cảm thấy sốc mạnh khi nghe tin hai người bị đề nghị án tử hình. Nhiều lời bình luận cho rằng hai án tử hình là sự trả thù từ 3 cái chết của cảnh sát cơ động, cho nên sau khi giết cụ Kình thì chính quyền cố phải giết thêm hai người nữa cho cân bằng. Facebook bút thép thì bình luận mỉa mai rằng so với 200.000 người bị giết hồi cải cách ruộng đất thì ba mạng người ở Đồng Tâm là bước tiến hóa lớn của Đảng Công. Chữ Công lấy từ phim Vua Khỉ Kinh Công để đặt tên cho đảng này. Còn Facebook Huỳnh Chí Trung thì bình luận tiếp như sau: sống nó cướp đất, chết nó cướp cả tiền phúng điếu, chưa hả giận nó dựng cả phiên tòa bẩn thỉu hòng tước đoạt sinh mạng của nhà người ta. Đạo diễn Song Chi thì bình luận như sau: trước kia những người cộng sản Việt Nam giết người, giết dân lành vì cái gọi là lý tưởng, vì đấu tranh giai cấp, vì mâu thuẫn ý thức hệ. Còn bây giờ, thời bình, cộng sản giết dân vì tiền, vì đất. Trước kia, những người bị họ vu oan và giết là phe đối lập, là phe thua cuộc, là lực lượng thù địch, là thành phần phản động. Bây giờ, chúng giết cả thành phần cốt cán của cách mạng là nông dân, giết cả đồng chí, cả những đảng viên mấy chục năm tuổi đảng và đến hơi thở cuối cùng vẫn tin vào đảng. Đây là hình ảnh Thiếu tướng Công an Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an, nói rằng ông Lê Đình Kình là cường hào địa chủ và đã bị dân mạng soi thấy sợi dây đeo mà ông đeo là của nhãn hiệu Hermes với giá 5.000 đô la một chiếc, tức là hơn 100 triệu đồng Việt Nam. Báo chí Việt Nam trích lời của Viện Kiểm sát cho đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng vì tham lam, coi thường pháp luật và các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội gây hoang mang cho nhân dân. Khi công an làm nhiệm vụ, các bị cáo cùng nhau hô hào kích động, tấn công khiến ba chiến sĩ hy sinh. Các bị cáo hành động có tổ chức, mang tính chất côn đồ, giết nhiều người một cách dã man, có sự cấu kết chặt chẽ với nhau dưới sự cầm đầu chủ huy của ông Kình. Trước đó, đỉnh điểm vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm là việc dân làng Đồng Tâm bắt giữ hàng chục cán bộ công an làm con tin vào ngày 16 tháng 4 năm 2017. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khi đó là ông Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp xuống Đồng Tâm để đối thoại với người dân. Trong cuộc đối thoại trực tiếp vào hôm 22 tháng 4 năm 2017, ông Nguyễn Đức Chung đã trao văn bản viết tay cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự với người dân Đồng Tâm. Tuy nhiên, cũng dưới thời ông Nguyễn Đức Chung, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã ký văn bản đồng ý với chủ trương của Công an thành phố Hà Nội về kế hoạch tấn công vào thôn Hoành vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Trong một diễn biến khác, một nhóm các tổ chức xã hội dân sự gồm các tri thức và người dân Việt Nam đã khởi xướng một đơn yêu cầu khẩn cấp gửi các lãnh đạo chính quyền và tiến hành thu thập chữ ký với nội dung như sau: cần phải coi ông Bùi Viết Hiểu là nhân chứng đặc biệt, phải bảo vệ nhân chứng Bùi Viết Hiểu một cách đặc biệt, tốt nhất nên chuyển ông đến một nơi giam giữ khác, không cho công an quản lý, vì ông là người chứng kiến một cảnh sát bắn chết ông Lê Đình Kình từ phía trước. Đây là hình ảnh ông Bùi Viết Hiểu đã phát biểu trước tòa. Kiến nghị cũng nêu yêu cầu nhà chức trách tạm ngưng xử vụ án và cử người của Quốc hội giám sát toàn bộ quá trình điều tra, truy tố và xét xử, đồng thời làm rõ cái chết của cụ Lê Đình Kình và mở vụ án độc lập điều tra về cái chết của ông Kình cũng như việc mưu sát không thành ông Bùi Viết Hiểu. Ông Bùi Viết Hiểu cũng cho biết: tôi không thấy ông Lê Đình Kình cầm lựu đạn,
hôm 8 tháng 9, ông Bùi Viết Hiểu, nhân chứng duy nhất ở cùng với thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm trước khi bị cảnh sát cơ động bắn chết cho biết, ông không hề nhìn thấy ông Kình cầm lựu đạn và không ai đưa cho ông lựu đạn cả. Theo biên bản ghi nhận nội dung phiên tòa được luật sư Ngô Anh Tuấn phổ biến, luật sư Hà Huy Sơn hỏi ông Bùi Viết Hiểu về giờ phút cuối cùng của ông Lê Đình Kình. Cáo trạng nêu không đúng, ông Kình bị bắn từ phía trước, con cháu không bao giờ ra lựu đạn cho ông Hiểu đáp. Luật sư Sơn hỏi tiếp, vậy ông Kình cầm gì? Ông Kình cầm gậy đinh ba, phải dựa vào tường, ông Hiểu trả lời. Ông có thấy ông Kình cầm lựu đạn hay không? Không, ông Hiểu đáp ngắn gọn. Cựu chiến binh Quân đội Nhân dân Việt Nam Bùi Viết Hiểu cũng nói rõ về cái chết của ông Lê Đình Kình và các vết thương của mình như sau. Sau khi ông Kình bị chết và chó tha đi thì họ bắn vào chân tôi và bắn thẳng vào ngực tôi, nhưng đạn sượt nên không vào tim mà xuống sườn nên tôi không chết. Tôi bị thủng 3 lỗ hành tá tràng, 2 lỗ đại tràng. Luật sư Sơn hỏi tiếp, ông có thể mô tả loại súng gì hay không? Tôi chỉ thấy nòng súng to như cổ tay, ông Hiểu nói. Hỏi, kinh nghiệm đi bộ đội, ông nghĩ đó là loại súng gì? Đáp, đây không phải là loại súng bộ binh, mà là loại súng nổ, chạm đâu nổ đấy để gây sát thương. Và việc có hay không lựu đạn trên tay ông Lê Đình Kình là chi tiết rất quan trọng, dẫn đến việc cảnh sát cơ động nổ súng bắn nhiều viên về phía ông. Tuy nhiên ông Hiểu khẳng định không có chuyện này. Đây là hình ảnh căn phòng ngủ nơi ông Lê Đình Kình bị bắn chết với chi chít vết đạn khắp nơi. Có 19 trong 29 bị cáo ở Đồng Tâm nói bị bức cung, nhục hình qua một câu hỏi của luật sư Đặng Đình Mạnh. Tôi hỏi một câu chung với tất cả 29 bị cáo, nếu những ai có bị tra tấn trong giai đoạn điều tra thì ngồi yên, nếu ai không bị tra tấn trong giai đoạn điều tra thì vui lòng giơ tay. Luật sư Mạnh đưa ra câu trả hỏi. 1, 2 rồi 10 cánh tay giơ lên, nhưng vẫn có đến 19 cánh tay còn lại vẫn xuôi theo người. Có lẽ họ có nhiều điều muốn nói hơn là cái giơ tay, luật sư Đặng Đình Mạnh kể lại. Như vậy, chỉ với một câu hỏi vặn ngược lại mà một sự thật bất ngờ được bộc lộ, đó là có 19 trên 29 bị cáo đã bị bức cung, nhục hình. Ông Lê Đình Công nói tiếp, tôi bị đánh 10 ngày như một. Tối ngày 8 tháng 9 năm 2020, luật sư Ngô Anh Tuấn công bố bản ghi chép phiên tòa Đồng Tâm ngày thứ hai cho thấy ông Lê Đình Công khai trong giai đoạn điều tra ông bị đánh hàng ngày bằng rùi cui cao su. Bị đánh 10 ngày như một, ông Phạm Việt Anh đã dùng rùi cui cao su đánh. Ông Công đã trả lời câu hỏi của luật sư Đặng Đình Mạnh về việc có hay không bị cơ quan điều tra bức cung nhục hình. Phiên tòa xử 29 người ở Đồng Tâm dự kiến diễn ra trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 7 tháng 9. Tuy nhiên, trao đổi với đài tiếng nói BBC tại London vào ngày 8 tháng 9, luật sư Ngô Anh Tuấn nhận định với tốc độ xét xử như hiện tại, có thể phiên tòa có khả năng kết thúc sớm vào hôm thứ Năm ngày 10 tháng 9. Trong một diễn biến khác, mạng xã hội đã chia sẻ bức hình chụp luật sư Ngô Anh Tuấn đang thực nghiệm tại hố kỹ thuật, nơi được Bộ Công an nói có 3 cảnh sát cơ động chết cháy. Bức hình cho thấy một sợi dây điện sát tường vẫn còn nguyên, không hề có vết cháy. Hơn nữa, bức tường sát mép hố không hề có vết ám khói. Trước đây, có rất nhiều người nghi vấn về cái nguyên nhân cái chết của 3 cảnh sát cơ động và đặt câu hỏi tại sao lại không tổ chức thực nghiệm điều tra, bởi lẽ đây là yếu tố quan trọng nhất để chứng minh khi Viện Kiểm sát truy tố tội giết người. Và thông tin cho thấy đây là phiên luận tội, không phải là một phiên tòa. Đây là hình ảnh luật sư Ngô Anh Tuấn thực nghiệm dưới hố kỹ thuật phát hiện một sợi dây điện còn nguyên vỏ không cháy, trong khi hình ảnh công an phát tán cho thấy cái xác cháy đen thui. Đây là mâu thuẫn không thể bỏ qua, bắt buộc cơ quan công an phải có thực nghiệm điều tra cụ thể. Chia sẻ với đài BBC từ Hà Nội, bạn trẻ An Nguyên cho biết, tôi cũng hình dung rằng phiên tòa sẽ có những thứ nực cười vô thiên vô pháp, nhưng tôi không ngờ nó kinh khủng như vậy. Một tòa án mà bật một đoạn video tuyên truyền có giản dựng ngay trong phiên tòa cho cả luật sư bị cáo nghe. Như vậy, từ những phút đầu tiên, tòa này đã định sẵn bản án. Tòa án là một bên nắm giữ cán cân công lý mà họ lại đùa cợt với công lý như vậy. Đây là một phiên tòa đấu tố hơn là phiên tòa vì họ đâu quan tâm đến dư luận, luật sư nói gì. Đó là cuộc trình diễn đấu tố và ngấm ngầm dàn mặt cho những ai muốn đứng lên phản đối chính quyền về đất đai sẽ lãnh nhận hậu quả tương tự, cô nhận định. Còn người dùng Facebook Lê Quang thì cho rằng tòa án ở Việt Nam có lẽ là nơi đầu tiên trong lịch sử hiện đại cho phép chiếu một bộ phim tuyên giáo có giản dựng ngay trong phiên tranh luận. Anh viết, việc đưa ra một đoạn phim tuyên giáo đã qua cắt dựng có thể góp phần tạo ra thông tin ngụy biện gây tổn hại đến uy tín của tòa án, nhân chứng, nạn nhân và nghi can. Hơn nữa, nó gây tổn hại đến niềm tin nơi công chúng. Đây là điều mà mọi người bình thường đều hiểu được, chứ không cần phải có kiến thức chuyên sâu.
Ở những xã hội chặt chẽ, người ta coi trọng tính trang trọng và phẩm giá của tòa. Mọi tài liệu được công bố phải là kết quả của quá trình thu thập và lưu trữ nghiêm túc. Một đoạn phim đã qua giản dựng được trình chiếu trước tòa có thể coi là nỗi sỉ nhục rất lớn cho bản thân chánh án lẫn cả nền tư pháp. Và nó không khác gì việc chiếu phim khiêu dâm trong phòng hội nghị cả. Người dùng Lê Quang đã nhìn nhận như vậy. Đây là hình ảnh các bị cáo trong phiên tòa. Bạn trẻ Trung Sơn thì có cái nhìn như sau. Nhìn vào những gì đang diễn ra, tôi cảm thấy bất lực, giận dữ vì một nhóm người dân đã bị dồn đến đường cùng. Họ phản kháng và cuối cùng bị ghét tội. Tôi không biết mình có thể làm gì được. Càng ngày tôi càng cảm thấy đáng sợ hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Tôi không thể nào tưởng tượng chính quyền lật lọng, cháo trở như vậy. Là người viết báo và nghiên cứu về chính sách, An Nguyên chia sẻ như sau. Sự quan tâm của tôi không nằm ở việc đất đai thuộc về chính quyền hay người dân Đồng Tâm, mà chỗ 4 giờ sáng ngày 9 tháng 1 đã có cuộc tấn công của lực lượng công an vào nhà người dân. Cuộc tấn công này làm tôi cảm thấy mình như ở đất nước vô thiên, vô pháp. Tấn công xong thì bắt giam người, bắn chết người và bây giờ mở phiên tòa như thể tội lỗi đổ lên hết đầu nhân dân. Ngày hôm qua, sau khi quan sát phiên tòa, tôi cảm thấy tồi tệ. Tôi cảm thấy giữa người với người, nhưng có người lại cùng khổ như vậy. Nếu người ta nghèo, người ta còn có thể bấu víu và lao động bản thân để thoát nghèo. Nhưng người dân Đồng Tâm, họ không biết bấu víu vào đâu vì làm gì có công bằng, công lý. 29 con người, 29 gia đình đã mất hẳn cuộc đời, tương lai chấm dứt. Bây giờ là năm 2020, ở ngay thủ đô Hà Nội của nước mình lại có những điều trớ trêu như vậy. An Nguyên đã tâm sự như vậy. Và tôi thấy có nhiều sự im lặng từ giới hoạt động, giới tri thức, báo chí. Bản thân tôi cũng tự thấy mình hèn khi không thể làm gì khác hơn. Và những người cách mình chỉ vài chục cây số sống cùng đất nước, nhưng họ đang phải chịu cảnh bất công, tàn bạo. An Nguyên đã bình luận như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm ngày 10 tháng 9 năm 2020 với bản tin Đồng Tâm căm hờn, đảng đuổi cùng giết tận nhân dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.